Xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách sử dụng phần mềm MarketPage về chức năng Zenpage Profile phiên bản 2. Điều kiện để Zenpage vị trí chuyển thành Page Profile. Trước hết, tài khoản Facebook phải có ít nhất một page mẹ có đầy đủ thông tin như sau. Page phải Zen ít nhất 2 ngày. Page mẹ phải có đầy đủ ảnh bìa và avatar. Bước 1, chụp phải. Bước 2, chọn chức năng page. Bước 3, chọn tạo page vị trí chuyển thành page profile. Phần hạng mục là điền các hạng mục ngành nghề bằng tiếng Anh. Tiếp theo điền số điện thoại, trong phần tạo page có phần mã vùng rồi mới điền số điện thoại, ta điền công thức như trên màn hình. Phần thành phố thì điền 63 tỉnh thành hoặc inbox cho hotline bên góc màn hình để lấy nhé. Tiếp theo mã zip thì điền mã zip của một thành phố bất kỳ cũng được. Chỉnh sửa thời gian tạo page và số lần page mỗi lần tạo. Phần đổi page khi page thành page profile thì ta nhập tên muốn thay đổi vào đây, hoặc liên hệ admin để lấy tên để tạo nhé. Bấm lưu. Cảm ơn bạn đã xem video này. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những hướng dẫn và nội dung hữu ích khác. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại!